Đây là cái củ loa to, dùng nó vặn trong các cái vành loa to hoặc là cái vành nào cũng được. Cái cỡ này thì nó là cỡ quốc tế nè. Chúng ta vặn vào cái vành nào cũng được. Ngày xưa thì người ta hay mua cái củ này vặn và mua cái vành nhôm, vành sắt mà chúng ta thấy hay treo ngoài trụ điện đó thì nó sẽ rẻ tiền hơn thay vì mua cái vành chính hãng của to luôn. Thì đây là cái củ loa to TU651. Củ này thì xài rất là nhiều. Mua về vặn qua cái vành thôi. Nó công suất là 50W đến 75W maximum. Hàng chính hãng sản xuất tại Indo. Cái dòng TU651 này thì nó không có biến áp, nó còn một cái mã nữa là TU651M thì nó có biến áp. Có biến áp thì nó có cái chỉnh đằng sau này. Thì cái chỉnh có biến áp thì chúng ta sẽ phải xài âm ly có biến áp.